Thời gian gần đây, nước chanh xả gừng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt do được cho là có khả năng phòng ngừa và phòng tránh bệnh COVID-19. Đối với nhiều mẹ bầu, những người có sức đề kháng yếu dễ bị nhiễm bệnh thì bài thuốc này cũng rất được tin dùng. Nhiều mẹ cho rằng các thành phần như chanh, xả gừng hoàn toàn từ thiên nhiên nên không gây hại. Ngoài ra, chanh xả gừng cũng nổi tiếng là những thảo dược giúp tăng đề kháng, chữa cảm lạnh và cúm. Thế nhưng, uống nước chanh xả gừng có thực sự tốt đối với phụ nữ mang thai hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay những điều sau. 1. Lợi ích của nước chanh xả gừng với bà bầu. Tăng cường sức đề kháng. Với hàm lượng vitamin C dồi dào có trong chanh và xả, bà bầu uống nước chanh xả gừng có thể tăng đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, tạo hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Hỗ trợ điều trị cảm lạnh, cảm cúm. Xả gừng là những thảo dược nổi tiếng với tác dụng giảm nhanh các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm như ho, sổ mũi, đau họng, nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm hiệu quả. Đặc biệt, xả còn giúp làm loãng chất nhầy, đờm tích tụ trong đường hô hấp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Các thành phần có trong xả được cho là có tác dụng hấp thụ lượng cholesterol dư thừa trong ruột. Ngoài ra, xả còn làm hạn chế sự tích tụ của các mảng xơ vữa, là một trong các nguyên nhân chính gây nên tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, gừng có thể làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng nồng độ cholesterol tốt, từ đó làm giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ tim. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng chống viêm, tăng cường lưu thông máu và kiểm soát huyết áp. 2. Bà bầu uống nước chanh xả cần lưu ý gì? Dù bà bầu uống nước chanh xả gừng có thể tăng đề kháng, hỗ trợ điều trị các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm và làm giảm một số triệu chứng thai kỳ nhưng cũng không nên lạm dụng. Mỗi tuần, bà bầu chỉ nên uống khoảng 2 lần bởi nếu uống nhiều có thể gặp phải các vấn đề như gây ra các phản ứng khó chịu như ợ nóng, đầy hơi do kích ứng dạ dày, kích ứng miệng, gây nhiệt miệng, lưỡi, do cả xả và gừng đều là các loại thảo dược có tính ấm nóng. Ngoài ra, trong xả có chứa hai hoạt chất đó là citran và mistran có tác động xấu đến thai kỳ. Cụ thể là làm chậm quá trình phát triển xương của thai nhi và tăng co bóp tử cung. Do đó, mẹ bầu dùng xả nhiều trong thai kỳ còn có thể khiến thai nhi tăng trưởng kém, thậm chí có thể dẫn đến vỡ màng bào thai, gây sảy thai. Bên cạnh đó, có một số trường hợp mẹ bầu không nên dùng nước chanh xả gừng như bà bầu đang ở tam cá nguyệt thứ 3 hoặc gần đến ngày chuyển dạ vì gừng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, có tiền sử sảy thai, chảy máu âm đạo hoặc có vấn đề về đông máu. Thường xuyên bị ợ nóng hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa, bị đau răng khi mang thai do hàm lượng axit citric tự nhiên trong chanh có thể khiến men răng yếu hơn, sẽ dẫn đến các bệnh về răng miệng. Hiện tại, dù nước chanh xả được lan truyền là có công hiệu phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2, nhưng hiệu quả thực sự của nước chanh xả gừng vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh. Vì vậy, bên cạnh những lợi ích tăng cường sức đề kháng mà loại nước này mang lại, các mẹ bầu cũng nên cân nhắc nó có thực sự phù hợp với thể trạng của mình hay không nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!